À, xin chào quý vị trở chương trình trực diện TV. Thì hôm nay là ngày 21 tháng 7 năm 2022, là cái ngày mà Tòa án dân thành phố Hồ Chí Minh đem ra xét xử sơ thẩm một cái vụ án hình sự. Cái vụ án này thì được rất là nhiều người quan tâm, có thể nói rằng đã từng gây chấn động dư luận, đã làm cho bùng nổ dư luận với rất là nhiều các sự phẫn quốc, đa phần là họ phẫn quốc, đa phần là họ lên án. Và hôm nay thì mở ra cái phiên tòa, đó là cái phiên tòa cụ thể đó là xét xử bị cáo mang tên là Nguyễn Kim Trung Thái, là cái người này gọi là người cha 37 tuổi và cha của một cái cô bé, là cô bé 8 tuổi mang tên là VA. Chúng ta đã nhớ cái vụ việc đó rồi, cái cô bé đó đã phải chịu cái sự hành hạ, cái sự bạo hành với rất là nhiều các cái thương tích ở trên người và sau đó đã tử vong rất là tức tưởi. Cái hình ảnh mà cô bé này bị mất mạng đó đã gây ra một cái sự thương cảm rất là lớn trong dư luận và người ta đặt ra vấn đề nhiều thứ lắm. Về cái tình cha con, về cái án ly hôn, về cái trách nhiệm của cái người mẹ kế hay là cái trách nhiệm nuôi dưỡng, cái trách nhiệm giáo dục, và cái sự chăm nom và cái hệ thống luật pháp của Việt Nam, hoặc là cái vấn đề mà bạo hành, cái vấn đề mà pháp luật nữa, đủ thứ chuyện hết. Và ngày hôm nay thì đem ra xét xử cái người cha mang tên là Nguyễn Kim Trung Thái, 37 tuổi, và cái người mà gọi là người tình của ông Thái đó mang tên là Nguyễn Võ Quỳnh Trang, 27 tuổi. Và qua cái phiên tòa hôm nay đó, khi mà diễn ra thì cũng giống như rất là nhiều các phiên tòa hình sự khác, thì tòa án cũng đã đưa những cái bị cáo, hai cái bị cáo này đến phiên tòa, và phiên tòa cũng đã diễn ra, cũng đã khai mạc và sau đó thì cũng đã tiến hành thẩm vấn, gọi là thẩm vấn lý lịch đó, gọi là thẩm tra các căn cước có đúng hay không, và người ta đã chứng kiến có khá nhiều các cái kênh YouTube người ta đã làm like cái sự việc này, và chúng ta đã thấy hình ảnh của một cái người cha mang tên là Nguyễn Kim Trung Thái cũng khai rằng là mình đã tốt nghiệp đại học, mình cũng đã từng có vợ, từng ly hôn, rồi cũng có tình trạng gia đình như vậy, cũng còn cha mẹ các thứ. Và đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang cũng vậy. Và cái phần xét xử á, thì đang mới tiến hành phần thủ tục thôi. Thì cái phần thủ tục thì là một cái điều bắt buộc rồi. Và ngay cái quá trình thủ tục đó thì luật sư bảo vệ cho cái người bị hại, thì trong cái vụ án này cũng có một số các vị luật sư người ta tình nguyện bảo vệ cho phía bị hại. Thì đối với luật sư mà gọi là Trần Thị Ngọc Nữ thì bảo vệ quyền và lợi ích của quý bị hại thì đã đứng lên và đề nghị với cái hội đồng xét xử đó là trong cái vụ án này cần phải xác định tỷ lệ thương tật và thương tích của bị hại trong các ngày gọi là ngày 7 tháng ngày 7, ngày 10, ngày 11 và ngày 12 tháng 12 năm 2021. Tức là những ngày mà cái cô bé VA đó, cái cô bé này đã bị hành hạ, bị đánh đập và bị nhốt vào trong cái chuồng chó. Nói chung là đây là những cái hành vi mà có gây ra các thương tích. Thì cái việc mà cần giám định như vậy là một cái điều rất là cần thiết. Bởi vì xác định cái hành vi tàn ác mang tính chất gia tăng của các bị cáo trong vụ án này. Và chính vì cái sự gia tăng đó, thí dụ như ngày 7 mà đánh có bao nhiêu các thương tích, rồi ngày 10 nó bao nhiêu thương tích, ngày 12 bao nhiêu thương tích, trong đó thì người ta có thể giám định được bởi vì nó có các cái camera dữ liệu. Và ngay cả những cái vết tích cũ mới đó người ta vẫn có thể mà người ta phân tích được như vậy đó thì chứng minh thêm cái hành vi của các bị cáo nó sẽ mang tính chất trầm trọng hơn và nó có mang tính chất là cố sát hay không, hay là chỉ dừng lại ở mức độ là cố ý gây thương tích. Thì tất cả những cái điều đó đó đối với luật sư Trần Nữ thì đề xuất cái ý kiến này thì có thể nói được cái sự đồng lòng của rất là nhiều người, bởi vì trước khi mà mở ra cái phiên tòa này thì nhiều người cũng đề nghị rằng là cái vụ án này phải là vụ án giết người. Bởi vì những sự tàn ác như vậy, một cái cô bé 8 tuổi mà đánh bằng cây và đánh rất là nhiều ngày, đánh nó nhiều nơi trọng yếu nữa, đánh thẳng vào trong đầu nữa, thì những cái việc như vậy không thể nói là cái tội không giết người. Nhưng mà cái sự có mặt của cái người cha và cái người cha chứng kiến mà lại làm lơ đi hoặc là còn có lúc đồng ý nữa, vậy mà chửi bới con cái của mình, bắt buộc con cái mình, hành hạ con của mình nữa, thì như vậy thì người cha phải là một cái người đồng phạm. Nói chung là dư luận xã hội người ta cũng yêu cầu phải làm như vậy. Thì cái đề nghị của bà luật sư Trần Thị Ngọc Nữ đó có lẽ là được hội đồng xét xử họ chấp nhận. Và cũng bà luật sư Trần Thị Ngọc Nữ cũng đề nghị rằng làm tòa án nên
Xác định bị cáo Thái là một người đồng phạm với bị cáo Trang trong cái vụ án này về cái tội giết người và kể cả cái tội cố ý gây thương tích nữa. Và chính vì cái đề nghị như thế này đó thì đây cũng là cái đề nghị mà bà Trần Thị Ngọc Nữ có lẽ là đề nghị chung luôn cho rất là nhiều người. Trong đó chính bản thân chúng tôi thấy rằng cái đây là cái đề nghị rất là đúng. Đề nghị này thì nó rất là phù hợp, bởi vì sau khi mà xuất hiện rất là nhiều các video clip, nhất là những cái video clip sau này đó, cho thấy rằng cái cô bé Via đã phải ngồi trong cái chuồng chó chẳng hạn, hoặc là bị nhốt, bị đánh đập, bị bắt phải học mà trong cái kiểu quỳ gối làm thủ thuyết chuyện hết. Nó là một cái kiểu mà gần như là cái thời trung cổ, và những cái điều này không thể chấp nhận được trong cái xã hội như hiện nay. Và trong khi là chúng ta có cả một cái chính quyền, có cả một cái bộ máy pháp luật, có cả những cái điều tốt đẹp được dăng ra về cái hệ thống giáo dục để chúng ta đủ cái chuyện hết, và không thể nào chấp nhận khi mà có một cái gia đình nó tồn tại trong cái hoàn cảnh một cái thành phố rất là năng động như thành phố Hồ Chí Minh. Và cũng rất là may cái dư luận của xã hội thì người ta cũng không đồng ý cái chuyện này, người ta phẫn uất và cần phải có một sự trừng trị. Dĩ nhiên là khi mà mượn lấy tính mạng của một người khác đó, và bây giờ phải đem ra để mà tử hình những người khác và đem nhốt chung thân một người khác nữa thì cũng chả phải là cái điều gì hay. Tuy nhiên thì vì cái tính răn đe, cái tính giáo dục chung và ngay cả cái sự trừng phạt nữa, những cái điều đó là cần thiết, nó rất là cần để mà tránh đi những cái điều tương tự sẽ xảy ra. Và có lẽ là chính vì cái điều này mà hội đồng xét xử đã sau khi mà hội ý thì dĩ nhiên là trước những cái đề nghị của luật sư hay là những cái người như là vị đại diện kiểm sát tại phiên tòa chẳng hạn, thì thông thường thì hội đồng xét xử người ta phải ngừng lại một chút, họ đi vào bên trong để mà nghị án, không phải là nghị án mà là hội ý với nhau là trước cái sự đề nghị của luật sư như vậy thì bây giờ quản có quản hay không, và nếu không quản thì lý do gì quản, thì không có lý do gì phiên tòa tiếp tục hay không. Và cuối cùng thì hội đồng xét xử nhận thấy căn cứ theo các cái điều 205, 206, 207 của Bộ luật hình sự và xác định cái tương tích đó là bắt buộc. Cho nên là hội đồng xét xử cho thấy rằng cần phải hoãn cái phiên tòa, trả hồ sơ để mà bổ sung và xác định lại tỷ lệ thương tích của các cái bị hại theo yêu cầu của luật sư. Thì chúng ta thấy rằng à, trước mắt là như vậy. Và còn cái việc mà có truy tố chuyển sang cái tội danh giết người hay không thì cái điều này chúng ta chưa có quả quyết được, và không hiểu là trả lại để mà củng cố thêm các cái chứng cứ chỗ đó thôi, hay là có chuyển bị can Thái qua luôn là cái tội là tội giết người hay không. Thì chúng ta trở lại cái cáo trạng đó, thì cáo trạng xác định rằng đó là Trang với Thái có cái quan hệ gọi là tình cảm với nhau, nhất là sau khi bị can Thái là cái người đàn ông đã ly hôn với vợ của mình và một cái thời gian sống chung tại một cái căn hộ chung cư và với một cái người con gái mang tên là NTVA 8 tuổi và giao cho Trang chăm sóc. Nhưng mà cái điều mà xảy ra đó thì sau đó Trang á đặt mua roi mây để mà gọi là dạy dỗ con của chồng, và hay là chả, và khi mà cái roi mây nó đánh vào để bị gãy cái roi mây luôn là chúng ta biết nó rất là kinh khủng rồi, và Trang chuyển sang đánh bé bằng gậy, một cái cây gậy gỗ bằng dài khoảng chừng gần 1 thước, gần coi như là 90 cm, và bắt coi như VA đã phải quỳ gối ngay cả trong cái chuồng chó nữa, và ngày cụ thể như là ngày 7 tháng 12 năm 2012 2021 đó thì Trang bắt bé bé mà 8 tuổi này quỳ quỳ gối rồi hai tay giơ cao lên và dùng roi đánh bé. Chúng ta thấy rất là man rợ, và ngồi ở trên giường á thì Thái lúc đó chứng kiến được cái vụ việc này, cái người cha này cũng rất là vô nhân tính và bắt bé VA phải quỳ gối để mà học bài. Và liên tiếp từ các ngày nha, ngày 7 tháng 12 cho đến ngày 12 tháng 12, tức là ngày 7 rồi ngày 10, ngày 11, ngày 12, 4 5 ngày liên tục. Chúng ta thấy kinh khủng lắm. Và chứng kiến Trang nhiều lần đánh đập hành hạ bé VA nhưng mà Thái đó không can ngăn, mà thậm chí đó còn tham gia cùng Trang đánh đập hành hạ bé A nữa. Chúng ta thấy à, một cái người cha, một cái người mà sau khi ly hôn được tòa án họ giao cho cái nhiệm vụ rằng là coi như là nuôi dạy cái đứa bé này nhưng mà đã không hoàn thành. Nếu mà mình không nuôi dưỡng nó được, mình cảm thấy là nó có cái điều gì không tiện, mình phải giao nó cho vợ mình thôi. Một cái người mà đã ly hôn thì cũng có thể thay đổi vấn đề mà nuôi con được,
mà không hiểu trong cái vụ việc này đối với luật pháp Việt Nam như thế nào, nhưng mà sau cái vụ ly hôn đó thì lẽ là một bên được quyền thăm nom, được giáo dục, được tới lui để mà chứng kiến cái sự phát triển bình thường của con mình, mà một cái người mẹ ruột tại sao lại không có thường xuyên, ví dụ như hàng tuần hay hàng 2 tuần để mà gặp con gái mình. Cho nên đến nỗi rằng có nhiều cái thương tích mà bị kéo dài trong một thời gian dài như vậy mà vẫn không bị phát hiện. Và cái điều này là một cái điều có phải là một cái lỗ hổng của pháp luật hay không trong vấn đề hôn nhân gia đình, trong vấn đề mà thi hành án sau cái bản án hôn nhân, cái việc mà thăm nom giáo dục hay là cấp dưỡng cho nhau đó có lẽ rằng nó cũng bị cản trở rất là nhiều. Thí dụ như khi mà một cái người cha họ nuôi thì nhiều khi họ cấm đoán người vợ không có được tới lui, rồi họ làm rất là nhiều các cái việc để mà cản trở, hoặc là ngược lại cái người vợ mà họ giữ đứa con họ cũng có những cái sự cản trở như vậy. Họ nói rằng không có cho đến, hoặc là họ làm những cái điều mà tạo ra khá nhiều các sự khó khăn, thí dụ như vậy. Thì đối với Hoa Kỳ thì không có chuyện đó. Hoa Kỳ thì khi mà cản trở thì người ta sẽ can thiệp ngay lập tức, chắc chắn 100%, và mình có thể là xin ra tòa, và tòa án có thể thay đổi các biện pháp, thay đổi cái người nuôi dưỡng luôn, tức là người cha người mẹ gì đó, có thể chuyển qua lại với nhau. Và khi mà người cha hoặc là người mẹ phát hiện đứa con của mình có một cái vết tích thôi, hoặc là có một cái sự bất tiện gì trong cái cuộc sống bình thường của nó, có thể là ảnh hưởng tới quá trình phát triển bình thường về thể chất hay là tinh thần của nó, thì một phía bên kia mặc dù không có được giao quyền nuôi dưỡng vẫn có quyền yêu cầu, và tòa án sẽ can thiệp ngay lập tức. Đây là cái điều mà người ta bảo vệ cái đứa trẻ, cho nên là cái điều này chúng ta thấy rằng nó có cái điều gì. Nhiều người bây giờ đặt lại cái vấn đề, người ta tức, là tại sao cái đứa bé như vậy, tại sao cái người mẹ lại không giữ cái người nuôi con, mà tại sao tòa án lại giao cho cái người cha trong khi cái hoàn cảnh như vậy. Và khi mà ra tòa ly hôn thì đa phần người mẹ, ví dụ như có đói có nghèo có cái gì đi nữa thì con mình cũng phải giữ, còn cái người cha có thể là nhiều khi sau này nó có vợ khác, hoặc là vì cái cuộc sống nó bôn ba bên ngoài, có khi thiếu chăm sóc rồi gửi cho ông ngoại ông nội gì đó, thì bà nội gì đó có khi cũng không có đầy đủ, và nó lại là con gái nữa, tại sao người mẹ không nuôi, thì người ta cũng quay sang người ta trách cái người mẹ nữa. Tuy nhiên thì chúng ta không có bàn về những cái việc đó, chỉ nói liên quan đến những cái tình tiết mà nó gắn liền với cái vụ án này thôi, là cái việc mà truy tố khởi tố nó như thế nào. Và khi mà bắt hành hạ như vậy đó thì Thái không can ngăn mà còn tham gia đánh đập, thì đây là cái điều không thể chấp nhận được rồi. Thì ngoài ra đó, Trang còn dùng một cái hung khí rất là nguy hiểm đánh đập vào cái vùng trọng yếu của cái bé VI nữa. Cái việc mà đánh vào cái vùng trọng yếu đó là cái cơ sở để mà người ta truy tố cái tội giết người. Thì đối với Thái đó, có thể nói rằng đối với tội giết người, những hành vi mà đánh gọi là chí mạng thì có lẽ Thái không có thực hiện, nhưng mà đã đồng ý ít nhất ở cái chỗ là cố gây thương tích. Bởi vì khi mà đánh đập thường xuyên như vậy là có gây thương tích rồi. Một cái bé mà nó 8 tuổi có thân hình như vậy và đánh cái roi mây hay là đánh cái cây, mà cây gỗ đó thì chúng ta hiểu rằng nó dài mà 9 cm, 90 cm, nó không phải là đơn giản rồi. Và ngày 22 đó chúng ta thấy rằng Thái thì nhìn thấy là đánh và hành hạ cái con của mình trong rất là nhiều ngày, nhưng mà không có bất cứ một cái sự can ngăn nào hết, mà còn tỏ ra thờ ơ nữa, và thậm chí nhiều lúc đó có cái sự mà còn đi theo nữa, và còn không có một hành động nào bảo vệ hết, hoặc là cảm thấy là thương cảm cho con mình. Một người đàn ông thì rất là tệ. Có thể nói rằng đó là cái điều lý giải rằng tại sao ngày hôm nay khi mà bước vào cái phiên tòa, khi mà đến cái sân tòa án đó, thì nhiều người họ đã chụp những cái hình ảnh hoặc là những cái thước phim được quay lên và đưa trên mạng xã hội, thì có khá nhiều những cái sự bình luận họ đi vào, họ chê trách, họ chửi bới cái người đàn ông này kinh khủng lắm. Và cái sự việc xảy ra vào ngày 22 tháng 12 năm 2021, sau khi mà biết Trang đánh bé A tử vong, thì Thái đó với tư cách là cái người cha của bé này thì đã đăng nhập vào cái ứng dụng quản lý camera, tức là lúc này có lẽ là biết được là trong các camera đã quay những cái hình ảnh ở trong nhà, cái sự mà đánh đập tất cả đó thì có lẽ là sẽ là có chứng cứ. Điều này thì cũng thấy được cái hơi nóng của nó rồi và cảm thấy cũng lo sợ rồi, cho nên Thái đã xóa toàn bộ bốn cái dữ liệu trong bốn cái camera và nhằm để che giấu các cái hành vi tội phạm của Trang. Thì đây là cái việc mà có thể nói rằng tòa án hay cơ quan pháp luật đầu tiên hết là người ta khởi tố về cái tội này rồi. Và
Ngày hôm nay thì chính vì lý do đó cho nên là bị cáo Thái hay là bị cáo Trang đã đến phiên tòa và người ta thấy những hình ảnh chụp nó toàn là cúi cái mặt xuống và lầm lũi. Và cái bản án không biết rằng tòa án người ta sau khi mà sẽ được điều tra bổ sung xong, thường á, thì mỗi lần mà điều tra bổ sung như vậy cũng mất thời gian, có thể là kéo dài đến vài tháng. Và cái bổ sung mà không biết có chuyển cái tội danh hay không, nói chung là dư luận và các vị luật sư thì mong bảo vệ cho các bị hại đó thì mong muốn rằng phải chuyển cái tội danh của người cha này sang luôn là cái tội giết người, người ta mới đồng ý. Chứ còn nói rằng người cha này không nằm trong cái tội giết người đó thì rất là khó. Tuy nhiên thì với những cái gì mà diễn ra thì chúng ta thấy rằng đó thì cái việc mà truy tố cái tội giết người đó thì nó có cái cơ sở hay không, thì dựng vào cái chỗ là những cái hành vi đánh người đó mà Thái đồng ý hoặc là tỏ ra mặc nhiên đồng ý, mặc dù không có nói, không có thỏa thuận nhưng mà có mặt trong cái lúc đó và chứng kiến nhưng mà lại không có cản trở thì cũng giống như một sự đồng ý ngầm. Và nếu cái đồng ý ngầm thì đồng ý ngầm trên cái hành vi của cái người mà cái người người tình của mình để mà đánh đập cái đứa bé thì cũng phải là cái sự thỏa hiệp, cái sự đồng ý luôn về cái hậu quả đã gây ra, phải chịu trách nhiệm chung, chịu trách nhiệm về cái hành vi mà phải chịu trách nhiệm về cái hành quả luôn. Do đó thì nếu như mà cái cô Trang đó, bị cáo Trang nó bị truy tố về cái tội mà cố ý thương tích thì cái bị cáo Thái phải bị truy tố về cái tội cố ý thương tích và cố ý gây thương tích dẫn đến chết người, hay là những cái hoạt động, những cái hành động, cái đánh đập mà dã man, những cái đòn chí mạng mà mình thấy cái người cha này thấy mà lại không cản đó, mà lại còn đồng ý nữa thì đó cũng phải là đồng phạm với tội giết người. Đây là cái điều rất là rõ ràng, nó không thể nào mà nương tay hay là có thể định nghĩa khác được. Cho nên là chúng ta thấy rằng cái việc này nếu như mà đem hoãn đi và khi mà trở lại có thêm cái tội giết người là cái điều rất là bình thường, cái điều nó cũng đúng theo cái khuôn khổ pháp luật thôi. Và có lẽ là nếu làm như vậy đó thì nhiều người rất là quan ngại, nhiều người họ muốn có một sự trừng phạt. Nói chung thì sau cái vụ việc này cũng có những cái ý kiến nói rằng là luật pháp á, thì nên phải xử tử hình nó đi, tử hình chích thuốc độc hai vợ chồng này hay là những cái kẻ gọi là ác cha ác mẫu gì đó. Rồi có người thì nói rằng là cần phải coi như là cái sự mà quả báo thế nào cũng phải có, tức nghĩa là những cái người mà ác độc như thế này đó thì quả báo của phiên tòa là một chuyện đối với luật pháp, còn ở đời sống cũng sẽ có quả báo nữa. Rồi nói chung người ta lý giải, người ta nói lung tung sờ ngầu, nghe rất là vui. Trong những cái vụ án như thế này thì lúc nào cả một xã hội người ta rất là bực tức, nhưng mà chúng ta cũng thấy rất là vui, rất là mừng khi mà xã hội họ cũng những cái việc mà gọi là mẹ ghẻ con chồng hay là cha kế mẹ kế gì đó là những cái chuyện hồi xưa tới giờ rồi. Hồi xưa giờ ta hay dùng cái từ là bánh đúc có xương, mấy đời đó, mấy đời có đúc có xương thì không có mà người cha kế hay là vợ người mẹ kế nào mà thương con của mình, con riêng này kia nọ, hoặc là thường hay có hành hạ. Thì đây là một cái vụ việc một lần nữa và cái thái độ của xã hội cần phải có những cái nhìn nhận riêng, và ngay cả một cái hệ thống luật pháp, hệ thống giáo dục, ngay cả cái sự tuyên truyền cũng phải thay đổi nữa. Nói chung đây là cái vụ cần phải răn đe, cần phải xử phạt nghiêm và để cho thấy rằng cái sự tác động vào một người khác là một điều không được phép. Thí dụ như cái xã hội của Việt Nam mà trước tới giờ cứ hay nói rằng là cần phải có một sự dạy dỗ con, thương con là phải cho roi cho vọt, phải đánh thế này kia cái nọ, nhưng mà cái việc đánh như vậy đó nó là một cái điều cấm kỵ đối với các nước mà phát triển. Người ta không bao giờ dạy con bằng cách đánh, mặc dù đánh một cái cây roi may vào đít thôi, vào mông thôi cũng không cho. Và không có cái chuyện mà tát bạt tai hay là ném cây, ném đá, ném gạch hoặc là bỏ đói hay là cái gì, không thể nào làm những hành vi như vậy. Nếu mà làm những hành vi như vậy thì sẽ bị bắt ngay lập tức, mặc dù người đó là con mình. Tất cả những cái điều này ở Việt Nam có lẽ phải thay đổi thôi, thay đổi rất là nhiều thứ. Và người ta cứ thấy cái sự việc nó xảy ra, khi mà sự việc xảy ra như vậy đó là nó có một cái quá trình. Quá trình là bởi vì trong cái xã hội hay trong cái hoàn cảnh gia đình, thí dụ như cái người cha này mà nghiêm khắc hơn, không cho cái người mà gọi là người tình của mình để mà đụng chạm với con cái theo cái kiểu như vậy và cản trở ngay từ đầu, thì không có cái sự gia tăng bạo lực đến một cách kinh khủng, một cách man rợ, một cách vô nhân tính như vậy. Đó là điều rất là thực tế, cho nên cái trách nhiệm đó, nó phải có, và có một cái sự đồng phạm trong vụ án này.
Và chúng ta thấy là cái phiên tòa cuối cùng đã bị hoãn, và hoãn nó cũng phù hợp thôi, hoãn để mà có thể họ làm tốt hơn, hoãn để mà truy tố cho nó đúng hơn, và có lẽ là truy tố và xét xử nó nghiêm minh hơn. Đó là điều mà tất cả mọi người chờ đợi. Chúng ta hy vọng rằng cái sẽ trở lại khi mà có một cái bản cáo trạng mới. Rất cảm ơn quý vị, xin kính chào.